Vâng, con Lê Thanh Minh Tùng xin kính chào mọi người. Thì hôm nay Minh Tùng làm cái clip này với nội dung là chia sẻ với mọi người cái vấn đề của Lê Tùng Vân. Thì cái chia sẻ vấn đề của Lê Tùng Vân ngày hôm nay là chia sẻ về vấn đề gì? Đó là chia sẻ về cái vấn đề đạo đức của Lê Tùng Vân. Thì chúng ta thấy cái đạo đức của ông Lê Tùng Vân là một cái người sống bất nhân, bất nghĩa, bất trung, bất tín và đặc biệt là bất hiếu. Thì tại sao Minh Tùng nói ông Lê Tùng Vân là bất nhân, bất nghĩa, bất trung, bất hiếu? Thì mọi người chúng ta cùng đi với Minh Tùng, thì cùng nghe với Minh Tùng chia sẻ trong cái clip ngày hôm nay. Mà trước khi chia sẻ cái vấn đề đó thì Minh Tùng chia sẻ thêm hai vấn đề nữa, là vấn đề mà mọi người nhắn tin nhiều cho Minh Tùng cũng như là comment trên kênh YouTube lẫn Facebook, là có hỏi Minh Tùng là vì sao Nguyễn Trường Giang lại đi lên trường học trường giáo dưỡng số 4 của Minh Tùng, rút cái học bạ của Minh Tùng về để làm gì. Nhưng mà thật sự thì cái học bạ đó là cái học bạ giả mạo, là cái học bạ không phải của trường giáo dưỡng số 4, là học bạ giả mạo. Thì chính thầy cô trong trường đã nói rằng là học bạ của Minh Tùng á, là học bạ mà Nguyễn Trường Giang đăng trên mạng á, là một cái học bạ giả mạo. Còn cái học bạ Minh Tùng á, là sau khi buổi sáng á, tìm không có, Minh Tùng ở lại buổi chiều thì đã tìm ra cái học bạ đó. Nhưng mà vì Minh Tùng không có cần gì cái tấm học bạ đó cho nên Minh Tùng không rút mà bỏ đó luôn. Thì như vậy là nhà trường đã phân tích rất rõ ràng rồi, là chỉ có 9 học sinh trong trường mới được rút học bạ ra thôi. Và cái thứ hai, những thông tin về học sinh học trong trường thì chỉ có học sinh biết, ngoài ra không ai được biết cái thông tin đó, và cũng không có ai có quyền lấy cái thông tin nó từ trong trường nó ra. Đó, thì như vậy là chúng ta thấy rõ ràng. Nhưng mà tại sao Nguyễn Trường Giang lấy cái học bạ, tức là đem cái học bạ giả đó đưa ra mạng, cộng đồng mạng, với lý do gì, với mục đích gì? Có rất nhiều bạn, nhiều cô chú anh chị và mọi người đặt câu hỏi này cho Minh Tùng là Nguyễn Trường Giang đưa cái học bạ ra để làm gì. Đó, thì bây giờ Minh Tùng trả lời như thế này. Thứ nhất, Minh Tùng là nhân chứng tố cáo cái hành vi vi phạm đạo đức của Lê Tùng Vân. Là thứ nhất là Lê Tùng Vân giả sư, thứ hai là giả mồ côi, thứ ba là trục lợi, thứ tư là bạo hành trẻ em, và thứ năm là hành vi loạn luân. Thì như vậy là với cái hành vi tố cáo như vậy, mà Minh Tùng là người sống trong trại thánh đức từ năm 90 tới 2014, rồi sau đó Minh từ 2014 tới 2020 thì Minh Tùng không sống trong trại thánh đức, nhưng mà sống kế trại thánh đức, sống chung với người em ruột của ông Lê Tùng Vân là ông Lê Thanh Vân. Thì có thể nói Minh Tùng kéo dài cái thời gian sống trong gia tộc Lê Vân là hơn 30 năm, mà nói cho chính xác là 35 năm, vì năm nay Minh Tùng là 36 tuổi rồi. Thì như vậy là Minh Tùng từ lúc đẻ ra là đã sống với gia tộc Lê Vân suốt tới bây giờ luôn là 36 năm. Thì như vậy một nhân chứng rất là mạnh, rất là có giá trị trong cái vấn đề mà đưa ông Lê Tùng Vân ra ánh sáng. Thì hầu như tất cả những người khác, chẳng hạn như Lê Thanh Minh Tú, em bé gái Phụng Dân, Trường Giang, Trang Vina, Tuấn Trần, là hầu như tất cả đều phải tổng tấn công Minh Tùng, là với mục đích là muốn Minh Tùng im lặng, không phát ngôn, không phát biểu, cũng như là không nói thêm vấn đề của Lê Tùng Vân. Mà đặc biệt là Nguyễn Trường Giang thấy rõ cái bản tính mà gọi là trù dập nhân chứng, gọi là tìm cách nói xấu nhân chứng để cho nhân chứng phải nhân chứng đây là Minh Tùng đó, phải để cho Minh Tùng nhục nhã, Minh Tùng quê, Minh Tùng mặc cảm, Minh Tùng mắc cỡ, Minh Tùng không dám lên nói về Lê Tùng Vân. Thì với cái thì như vậy là Nguyễn Trường Giang cứ nói Minh Tùng mà phạm tội này phạm tội kia, cướp giật, rồi rồi nói Minh Tùng
đi trường giáo dưỡng này kia nói rất là nhiều, nhưng mà nói thì nói là Minh Tùng vẫn tiếp tục nói về Lê Tùng Vân, Minh Tùng không có im lặng. Thì bây giờ không biết làm sao, cho nên Nguyễn Trường Giang đành phải tung ra một cái chiêu, đó là đưa ra cái học bạ đó để chứng minh từ những lời Nguyễn Trường Giang nói là đúng. Nhưng mà chứng minh cái gì, đúng hay sai gì? Đâu có, không có cái đúng hay sai không quan trọng. Tại vì Minh Tùng bây giờ đang tố cáo Lê Tùng Vân ha. Minh Tùng bây giờ là đang là một nhân chứng. Thí dụ như bây giờ Minh Tùng đang là một tội phạm hay đang làm một cái gì đó, thì Minh Tùng vẫn có quyền tố cáo Lê Tùng Vân, vẫn có quyền làm nhân chứng. Chứ tôi phải nói Minh Tùng phạm tội, Minh Tùng có tội hay gì, Minh Tùng không được làm chứng, Minh Tùng không được tố cáo, nói gì là sai. Bản thân Nguyễn Trường Giang là một người công an, đã từng đi nghĩa vụ cho công an rồi cuối cùng bị đuổi ra khỏi ngành, thì anh ta phải hiểu rõ cái vấn đề như thế nào là tôi một nhân chứng, như thế nào là một người tố cáo. Nhưng mà anh ta phớt lờ đi, anh ta đưa ra một cái thông tin như vậy. Nhưng mà cái cú trượt ngã đau đớn nhất của Nguyễn Trường Giang chính là cái cú trượt ngã đưa cái bà của Lê Thanh Minh Tùng ở trường giáo dưỡng số 4 ra. Tại vì bản thân Nguyễn Trường Giang nè, bản thân ông Lê Tùng Vân, ngay cả bản thân Lê Thanh Vân và nói chung là trong gia tộc Lê Vân luôn, từ Minh Tú Phụng Vân luôn, không ai nghĩ rằng Minh Tùng sẽ dám lên bước chân lên cái trường giáo dưỡng số 4 mà để hỏi cái vấn đề học bạ này. Tại vì Minh Tùng sinh ra và lớn lên trong gia tộc Lê Vân 35 năm, 36 năm, thì Minh Tùng thừa hiểu những người trong đó nghĩ gì. Minh Tùng biết, không ai ngờ rằng, không ai nghĩ rằng Minh Tùng dám giác cái mặt, vắng mặt Minh Tùng lên trường giáo dưỡng số 4 để gặp mấy thầy cô để hỏi cái vấn đề đó. Đây có thể gọi là một bài học cho Nguyễn Trường Giang, là cho anh ta hiểu rằng trong cuộc sống anh ta đừng nghĩ rằng là anh ta là giỏi, là tài, là hay. Nhưng mà đặc biệt trong câu chuyện Lê Tùng Vân này, anh ta đừng bao giờ nghĩ một câu chuyện là anh ta có thể che lấp hết cái tội lỗi Lê Tùng Vân, không bao giờ được. Bởi vì tội lỗi của Lê Tùng Vân, cái người nắm rõ nhất, mà không không nói riêng gì tội lỗi Lê Tùng Vân mà nói luôn cả tội ác gia tộc Lê Vân, không ai là người nắm rõ nhất, không ai rõ hơn Minh Tùng hết. Thì như vậy là trả lời cho mọi người biết cái mục đích của Nguyễn Trường Giang khi tung cái học bạ giả ra là chủ yếu để muốn chù dập Minh Tùng, để cho Minh Tùng mắc cỡ, Minh Tùng quê, giống như cô Tiết vậy đó mọi người, nhớ không? Khi cô Tiết lên làm nhân chứng, bắt đầu tung ra chứng cứ này, nói cô Tiết bán phim xét, nói cô Tiết bị chồng đánh, nói cô Tiết bị chồng bỏ. Và cô Tiết là một người phụ nữ, thì cô Tiết cô yếu đuối, cô không mạnh mẽ, cô im lặng luôn, và coi như cô không có, gần đây là không thấy tham gia trên mạng xã hội. Còn Minh Tùng, khi Nguyễn Trường Giang là tung ra, Minh Tùng đi cướp giật, đi tù tội, Minh Tú cũng nói, Phụng Vân cũng nói, ông Tùng Vân cũng nói, ai cũng nói. Nhưng mà Minh Tùng thì rất là bản lĩnh, anh nói tôi nói cái gì kệ anh, tôi vẫn đứng ra tố cáo Lê Tùng Vân, tôi mỗi ngày tôi vẫn gióng cái mỏ lên, gióng cái miệng tôi lên, tôi chửi Lê Tùng Vân, tôi mỗi ngày tôi mỗi chửi, tôi mỗi ngày tôi mỗi nói, đâu có làm gì được Minh Tùng, cũng không thể nào hạ được ý chí của Minh Tùng. Minh Tùng đã nói rồi, cuộc đời Minh Tùng sinh ra, nếu mà ai mà được, ai hạ nhục được ý chí của Minh Tùng, ai mà khuất phục được Minh Tùng thì người đó có thể nói là thiên lôi thôi, chứ ngoài ra không có ai mà có thể gọi là đè bẹp được ý chí của Minh Tùng. Thì chúng ta thấy như vậy, là tóm gọn lại là cái mục đích của Nguyễn Trường Giang đưa cái cuốn học bạ giả đó ra là chẳng qua là muốn để cho Minh Tùng nhục nhã quá, Minh Tùng quê quá. Những lời Nguyễn Trường Giang nói về Minh Tùng là đúng, đúng không? Và Minh Tùng giờ mắc cỡ quá. Không, Minh Tùng không bao giờ mắc cỡ, mà ngược lại Minh Tùng còn cho Nguyễn Trường Giang biết rằng cái sự việc của Minh Tùng là nó đã xảy ra cách nay 18 năm, và bản thân Minh Tùng hiện tại giờ sống rất tốt trong xã hội, không có vi phạm pháp luật, không có làm gì sai trái ha. Mà ngược lại là sống rất tốt, mà một đứa trẻ mà hồi nhỏ mà vi phạm pháp luật, sau khi vi phạm pháp luật xong thì bây giờ sống rất tốt trong xã hội là một cái điều rất là đáng mừng trong xã hội. Bởi vì trong xã hội 100 người đi cải tạo về thì khoảng có 20 người là họ có cuộc sống thành công, thành đạt trong xã hội. Còn hầu như tất cả là vi phạm, là tất cả là tái 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 phạm pháp luật hết.
thì những người không vi phạm là phải đáng nêu gương, đáng trân trọng ha, đúng không mọi người? Ở nước ngoài những người, những tội phạm mà sau khi mãn hạn tù về họ còn được trọng dụng, họ còn được sử dụng trong nhà nước, trong này nọ như thế kia. Chẳng hạn như ở nước Việt Nam chúng ta, chúng ta thấy là ở Việt Nam chúng ta thấy có một cái trường hợp mà mới đây nhất là có một cái anh gì hay một cái em gì á là đánh là nhảy vô trong dùng dùng công nghệ mạng để đánh sập cái thông tin mạng, lấy ăn cắp thông tin mạng. Nhưng mà khi người ta biết cái hành vi đó, người ta có lỗi, người ta biết vi phạm pháp luật, người ta quay đầu là bờ, thì nhà nước vẫn sử dụng cái người đó. Đó, tức là rõ ràng ai cũng vậy, trong cuộc sống ai cũng vậy, không ai là hoàn hảo hết. Bây giờ tôi nói ví dụ như Nguyễn Trường Giang hiện bây giờ như thế nào, cũng đang bị kêu án, đang là một bị cáo trong một vụ án tai nạn xe cộ. Bây giờ một ngày bây giờ qua Tết, anh ta bị ra xử lại, xử tù anh ta. Thì sau khi anh ta đi tù về, anh ta cũng phải làm ăn đàng hoàng, đúng không? Cũng phải quay đầu, cũng phải có cuộc sống tốt. Chứ nếu giờ anh ta đi tù về, bây giờ tôi nói về mai mốt anh Nguyễn Trường Giang đi tù về vì cái tội đó đi, tôi lên tôi nói ừ trời Trường Giang cán chết người, nó đụng xe vậy nói ai tin, đúng không? Thì phải đặt trường Nguyễn Trường Giang, phải đặt trường hợp của nó vào cái trường hợp của mình như vậy, nó mới là một người xứng đáng là anh hùng. Còn nó là một kẻ tiểu nhân thôi. Thì bây giờ tóm lại cái câu cuối cùng Minh Tùng nói cho mọi người biết, thì với cái hành động của Nguyễn Trường Giang như vậy là tại sao làm như vậy, là muốn hạ nhục ý chí Minh Tùng, muốn làm cho Minh Tùng mắc cỡ, muốn làm cho Minh Tùng nhục nhã, cho Minh Tùng quê độ, Minh Tùng không lên đó nữa. Nhưng mà ngược lại, chính vì cái hành động đó đã làm cho Trường Giang bị đau một cú thật là đau, là Minh Tùng giác cái mặt lên trên trường giáo dục số 4 để hỏi vấn đề đó. Thậm chí bây giờ cái người đau hơn Nguyễn Trường Giang là ai? Là ông Lê Tùng Vân. Không, bản thân Lê Tùng Vân và những đứa con ruột của Lê Tùng Vân, mình bảo đảm không đứa nào suy nghĩ ra cái chuyện Minh Tùng dám đi lên trường giáo dưỡng số 4 như vậy. Họ nghĩ trời Minh Tùng sẽ mắc cỡ, Minh Tùng sẽ quê, nó không dám nói gì luôn. Nhưng mà ngược lại Minh Tùng đi thẳng lên trường luôn. Thì mọi người thấy rõ ràng, nếu mà muốn mà đè bẹp Minh Tùng thì đã nói rồi, rất là khó. Thì bây giờ là chia sẻ xong cái câu chuyện đó. Bây giờ tới câu chuyện chia sẻ thứ hai là câu chuyện con nuôi đó. Thì câu chuyện con nuôi này nó có hai vấn đề. Cái gia đình của Lê Tùng Vân, và nói thẳng là gia tộc Lê Vân, có một cái phong tục là hay nhận con nuôi, cháu nuôi. Mà chúng ta thấy con nuôi á, cháu nuôi á, thì người ta hay có câu con gì mà nuôi không ăn thịt. Thì chúng ta thấy với trường hợp của Nguyễn Trường Giang á, được Lê Tùng Vân nhận làm con nuôi á, như thông tin trên mạng đưa ra, thì đối với Nguyễn Trường Giang thì anh đang hứa rằng anh ta như thế nào đó mình không biết. Nhưng mà mình nói thẳng một câu như vậy, Nguyễn Trường Giang được Lê Tùng Vân nhận làm con nuôi thì Nguyễn Trường Giang cũng chẳng qua là Lê Tùng Vân coi như là một con chốt thôi, một con chốt thí cho Thiền Am thôi, cho nhà ông Lê Tùng Vân thôi. Bởi vì đâu có ai hiểu rõ Lê Tùng Vân bằng Minh Tùng, không ai hiểu rõ gia tộc Lê Văn bằng Minh Tùng. Những năm 90 nè, Minh Tùng, Minh Quang, Minh Tú, Phụng Dân, rồi sau đó là Minh Hiếu, Minh Phước, Minh Hùng. Những đứa này là lót đường, những đứa này là cha không rõ nguồn gốc nè, cha mẹ những năm đó không có nè, mồ côi nè, đó là lót đường cho thằng Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên, Trùng Dương, Nhất Tại, Quyền Trang, Kỳ Duyên đi lên. Thì là gì, lấy những đứa mà như Minh Tùng thì trừ ra đi, tại vì Minh Tùng bây giờ là biết là con ruột là cô, mẹ ruột là cô Tư, cha ruột Lê Tùng Vân rồi. Giờ bỏ Minh Tùng ra đi, giờ Minh Quang nè, Minh Tú nè, ha. Đó, Minh Hùng, Minh Phước, Minh Hiếu, thì là những đứa không rõ nguồn gốc đó, không biết mồ côi thật hay giả như thế nào, nhưng mà lấy những đứa đó lót đường cho tuổi con ruột của Lê Tùng Vân đi lên. Sau khi tuổi con ruột của Lê Tùng Vân dần dần lớn lên thì mấy đứa này là mất hết giá trị. Chẳng hạn như Lê Thanh Minh Tú, trường hợp Lê Thanh Minh Tú là một ví dụ. Khi Minh Tú đứng ra làm nhân chứng cho Lê Tùng Vân rồi, một thời gian cũng mất tiêu. Hôm Lê Tùng Vân sử dụng xong rồi cũng đá đít nó thôi. Rõ ràng tới bây giờ gần đây những cái clip mà gần đây hình như ít thấy Minh Tú ở trong Thiền Am. Chúng ta thấy rõ ràng con nuôi là lót đường đi cho những thằng con ruột tiến lên.
Khi những thằng con ruột tiến lên được rồi thì những thằng con nuôi là hết giá trị, gọi là dắt tranh bỏ giỏ. Thì trường hợp của Nguyễn Trường Giang cũng vậy, đúng không? Khi Nguyễn Trường Giang nhận Lê Tùng Vân là làm cha nuôi, Lê Tùng Vân nhận Nguyễn Trường Giang là con nuôi thì cũng chẳng qua là làm cái chốt phí cho Lê Tùng Vân thôi. Bây giờ Lê Tùng Vân không thể nào lên chửi Minh Tùng được, tại vì ông ta há miệng thì ông ta bị mất quay thôi. Ông ta nói ông ta tu, ông ta hiền. Đó, thằng Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên cũng nói tụi nó tu hành rồi vậy đó, đâu đâu thể nào lên giọng chửi Minh Tùng được. Bây giờ không thể nào chửi được, rất là tức, tức quốc ức, tai biến luôn, nhưng mà không thể nào chửi Minh Tùng được, không thể nào chửi được. Thì phải đưa cho Nguyễn Trường Giang lên chửi, rồi lên bươi móc, lên nói như thế này, như thế kia. Nhưng rồi một ngày nào đó, khi câu chuyện này đã xong xuôi hết, thì Nguyễn Trường Giang cũng sẽ văng ra khỏi chỗ đó. Tại vì sao? Nguyễn Trường Giang đâu phải là con ruột của Lê Tùng Vân đâu mà được hưởng cái gì trong đó, được ăn cái gì trong đó. Chẳng qua bây giờ đang trong tình thế kẹt, nhận Nguyễn Trường Giang là con nuôi, để cho Nguyễn Trường Giang đứng ra làm con chút thí cho Lê Tùng Vân, chửi người này, nói người kia, nói người nọ. Nhưng mà dám không? Ai dám khẳng định là Lê Tùng Vân không bị, Lê Tùng Vân bị quan? Nếu mà có người, nếu mà khẳng định như vậy thì không cần tới Nguyễn Trường Giang. Tại sao Nguyễn Trường Giang và Trang Vina hai người đều lên nói Thiền Am bị quan, tôi sẽ chứng minh Thiền Am bị quan, tôi sẽ chứng minh như thế này thế kia. Nhưng mà chính những người em ruột của Lê Tùng Vân là chẳng hạn như ông Năm Lê Thanh Vân, cô Sáu Lê Thị Lệ Vân, cậu Bảy Lê Bạch Vân, cậu Ba Lê Khánh Vân, và thậm chí còn một ông là cậu Tám là Lê Sơn Vân, là người làm việc trong nhà nước. Có ai dám đứng ra nói Lê Tùng Vân bị quan không? Chỉ cần những người đứng ra nói thôi là sẽ được công an mời lên hỏi liền. Mà mời lên hỏi, nếu mà chứng minh được Lê Tùng Vân bị quan thì cho đi về. Mà mời lên hỏi mà nói ông lên mạng nói Lê Tùng Vân bị quan đúng không? Ông lên mạng ông nói là mấy đứa ông mấy con ruột phải không? Bây giờ ông chứng minh đi. Nếu ông chứng minh được cho về, còn ông chứng minh không được thì rõ ràng ông đồng lõa với Lê Tùng Vân. Ông biết những đứa này là con ruột của Lê Tùng Vân. Nhưng mà ông không nói, vậy là có phải ông là hành vi bao che Lê Tùng Vân không? Chúng ta nên nhớ một điều, cô Sáu nè, cô Sáu Lê Thị Đại Vân đúng không? Ra vô trong trại Thánh Đức. Vậy hỏi cô Sáu có biết rõ cái vấn đề Lê Tùng Vân có con ruột, có mấy bà vợ hay không? Rồi ông Lê Thanh Vân nè, ra vô mấy chục năm là tay phải đắc lực của Lê Thanh Vân, Lê Tùng Vân. Mà ông Lê Thanh Vân là thầy hộ pháp. Vậy hỏi có biết rõ những chuyện của Lê Tùng Vân làm hay không? Chúng ta đừng việc chúng ta bớt nè, nói thẳng một câu là bớt giỡn đi. Ha, bớt đùa giỡn một chút. Cả một gia tộc Lê Vân, từ cái đứa nhỏ nhất, đứa nhỏ tuổi nhất là Minh Tùng, rồi tới Minh Tú nè, Phụng Vân nè, ha, tới những đứa ngoài xã hội nè, rồi mấy đứa mà mấy đứa kia mình không nhắc tên tới, rồi tới những người lớn hơn nữa là cô Sáu, cậu Bảy, cậu Ba rồi. Đừng có nói cái câu mà không biết Lê Tùng Vân có con ruột, không biết Lê Tùng Vân có vợ, đừng có nói cái câu đó. Nói cái câu đó là giữ mặt với pháp luật. Thí dụ như Nguyễn Trường Giang nó nói Lê Tùng Vân bị quan, ok, cho Nguyễn Trường Giang nói là Lê Tùng Vân bị quan. Trang Vina nói Lê Tùng Vân bị quan, ok, cho Trang Vina nói, tại vì tụi nó là người ngoài, mình người ngoài thì mình không trách nó được. Còn những người trong nhà này nè, những hình ảnh đi ra đi vô, những năm quan hệ với Lê Tùng Vân, những năm sinh sống của Lê Tùng Vân, rồi thì bây giờ hỏi dám nói Lê Tùng Vân bị quan không? Nếu mà bị quan ha, thí dụ nói Lê Tùng Vân bị quan mà cái vụ án chìm xuồng luôn á, thì những người mà trong gia tộc Lê Vân nói Lê Tùng Vân bị quan thì coi như là chết mồ xanh yên ổn. Còn mà nếu mà nói Lê Tùng Vân bị quan mà câu chuyện nó không chìm xuồng mà nó sẽ được giật dậy, nó làm cho ra ánh sáng, thì những người mà tuyên bố Lê Tùng Vân bị quan mà trong gia tộc Lê Vân thì sẽ đều phạm tội, là đồng lõa với Lê Tùng Vân, bao che hành vi phạm tội của Lê Tùng Vân. Minh Tùng nói gì đúng không mọi người? Còn người ngoài thì người ngoài chối tội được. Nếu bây giờ đưa Lê Tùng Vân đi thử ADN, ra kết quả ở Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên, Trùng Dương, Nhĩ Nguyên, Quyền Trang, Kỵ Duyên, Trùng Dương Nhất Tại là con ruột của Lê Tùng Vân, rồi ba đứa kia là sản phẩm lộng lưng của Lê Tùng Vân, tất cả những đứa còn lại đều là có huyết thống với Lê Tùng Vân hết, thì thằng Nguyễn Trường Giang nó chối tội được, nó sẽ chối. Trời, tôi đâu biết gì đâu, tại vì tôi người ngoài, tôi nghe Lê Tùng Vân nói vậy nên tôi nói theo. Ok, rồi bây giờ Trang Vina nó biết đi,
khi ra kết quả vậy chàng Mina nó cũng sẽ chói thôi. Ôi trời, tôi đâu có biết gì đâu, tại vì tôi nghe ông nói vậy nên tôi nói theo. Ok, tại vì ok. Nhưng mà những cái thằng mà cho tiền con trang Vina, những mạnh thường quân cho tiền tốn cho tiền mà Nguyễn Trường Giang để lên nói để hướng khán giả đi theo một cái mục đích khác, thì những người đó mới là cái người tức. Và trang Vina với Nguyễn Trường Giang mà khi xong câu chuyện Lê Hồng Vân đi ra ngoài xã hội thì lúc đó mới là sẽ thấy như thế nào, đúng không mọi người? Còn cái vấn đề mà ở trong gia tộc Lê Vân nha, không có ai mà dám lên công an mà làm cái lá đơn mà gọi là tôi là em ruột của Lê Tùng Vân hay là tôi là cháu ruột của Lê Tùng Vân, mà tôi xin bảo đảm là Lê Tùng Vân bị quan. Không ai dám làm một lá đơn nào hết. Thì chúng ta đủ hiểu là câu chuyện như thế nào. Làm sao dám làm? Anh làm cái lá đơn, anh nói Lê Tùng Vân bị quan, đúng không? Ok, ký đơn đi, chịu trách nhiệm pháp luật nha. Rồi lôi Tùng Vân lên thử, ra kết quả đúng y như Minh Tùng nói. Thì Lê Tùng Vân đi tù, rồi coi cái người mà bảo đảm cho ổng trong gia tộc Lê Vân, ví dụ như cô Sáu, cô Bảy hay là cô Tám gì đó bảo đảm đó, tôi đây, tôi bảo đảm, tôi xin cam kết chứ pháp luật, đi tù luôn. Mà vô công an thì cái tội đồng lõ thì đừng có nói mà giấu. Bây giờ mình hỏi là cô Hiền, cô Đài mang bầu đi đẻ, cô Sáu với ông Lê Tùng Vân thấy không? Cậu Ba thấy không? Cậu Tám thấy không? Những nhân chứng khác thấy không? Riêng tôi là tôi có một cái vấn đề tôi đề nghị với cơ quan công an, an ninh điều tra tỉnh Long An là phải làm rõ luôn. Cả coi lại cái clip mà của Lê Thành Minh Tú, nó khẳng định là ông Lê Tùng Vân là bị quan. Bây giờ đem thằng đó lên, hỏi nó, cô Hiền, lúc cô Hiền mang bầu nó ở đâu? Năm đó nó bao nhiêu tuổi và nó làm cái gì? Nó có chứng kiến thấy cô Hiền và cô Đài mang bầu không? Chứ đâu phải chuyện chơi đâu. Nhưng mà rồi mọi người sẽ thấy công an sẽ làm từng bước, từng bước, từng bước. Tại vì Minh Tùng đã nói rồi, đây là một gia đình phạm tội. Cả một gia đình từ trên xuống dưới. Lê Tùng Vân nè, ha. Rồi mấy người em ruột của Lê Tùng Vân nè. Mấy người em ruột của Lê Tùng Vân thừa hiểu cái vấn đề Lê Tùng Vân làm rồi. Ha. Mà không tố cáo nè, bao che nè, im lặng nè, thậm chí còn đưa cho Nguyễn Trường Giang những cái vấn đề mà giấy tờ này nọ kia để Nguyễn Trường Giang hướng cái mọi người đi theo một hướng khác. Cái tội đó phải coi như thế nào nha. Chứ mấy chuyện chơi đâu. Có thể nói cái vụ án mà giả sư, giả mồ côi, lộn lưng và gọi là trục lợi, có thể nói cái án này là một cái án điểm của cả nước, chứ không phải là riêng cái tỉnh Long An. Bởi vì đây là vụ án có thể nói là rất là nghiêm trọng, lợi dụng hình ảnh Phật giáo để trục lợi cá nhân, để lừa đảo xã hội. Nó đem những đứa trẻ ra là có cha ruột mẹ ruột, nói là mồ côi. Đây có thể gọi là một cái án điểm. Tại sao mà phải nói rõ ràng là chính truyền thông thông tin, các đài truyền hình cũng như các YouTube đã vô tình PR cho một gia đình lên lừa đảo xã hội. Mà ngay cả bên truyền thông thông tin cũng phải chịu trách nhiệm cái vấn đề này, chứ không phải là im re được, không thể là im lặng được. Ai là người đưa tụi nó lên nói tụi nó là mồ côi? Ai chịu trách nhiệm sản xuất nội dung? Ai chịu trách nhiệm làm rõ cái sơ yếu lý lịch của mấy đứa nhỏ này? Tới bây giờ chưa có một lời đính chính nào hết. Đây có thể gọi là cái vụ án của Lê Tùng Vân. Nói về Việt Nam mình, những cái vụ án mà tôn giáo ha, rất là nhiều, vi phạm tôn giáo rất là nhiều. Nhưng mà vụ án của Lê Tùng Vân có thể gọi là vụ án, gọi là án điểm cho cả nước. Là phải chấn chỉnh lại, xem xét lại hết tất cả các vấn đề về trẻ em mồ côi như thế nào. Chứ không phải là đụng đâu cũng nói đó, ở đó nuôi trẻ mồ côi, ở kia nuôi trẻ mồ côi, ở kia nọ nuôi trẻ mồ côi. Xong vụ án Lê Tùng Vân này, mình cũng có một cái ý kiến là mong rằng cơ quan chức năng cao cấp hơn là xem xét lại vấn đề về trẻ em. Chứ không phải là đụng đâu cũng nói mồ côi, đụng đâu cũng nói mồ côi. Nói ra câu này thì có thể là đụng chạm tới nhiều người, nhưng mà thật sự là án điểm của cả nước, chứ không phải là chuyện chơi. Rồi bây giờ nói tới vấn đề con nuôi.
thì mình sẽ chia sẻ thêm cho mọi người một cái vấn đề con nuôi nữa trong gia tộc Lê Vân như thế nào. Thêm một vấn đề mà Minh Tùng muốn chia sẻ với mọi người là vấn đề con nuôi. Thì như vừa rồi Minh Tùng đã chia sẻ xong cái vấn đề con nuôi là liên quan tới Nguyễn Trường Giang là được Lê Tùng Vân nhận làm con nuôi. Thì cái hệ lụy của con nuôi nó như thế nào thì Minh Tùng đã chia sẻ xong. Và bây giờ trên màn hình chúng ta thấy có một cuốn sổ đăng ký tạm trú có thời hạn. Họ và tên chủ hộ là Lê Thị Thùy Trinh. Thì như ngày hôm qua Minh Tùng đã phân tích là thám tử Cao, có nghĩa là Nguyễn Trường Giang đăng cái cuốn sổ này lên. Và Nguyễn Trường Giang ghi tiêu đề là trong này có những ai tên gì. Thì Minh Tùng đã phân tích rồi, thì Minh Tùng chỉ nói nhẹ nói một lần nữa là trong cuốn sổ này có tên Lê Thanh Minh Tùng, Lê Thanh Minh Quang, Lê Thị Đầm và Lê Thị Thùy Trinh là bốn người thôi. Còn thời điểm đó là chỉ có bốn người: Lê Thị Thùy Trinh, Lê Thanh Minh Tùng, Lê Thanh Minh Quang và Lê Thị Đầm là nằm trong cuốn sổ này. Còn những người còn lại ở chung trong nhà của ông Lê Thanh Văn thì đều có chứng minh và hộ khẩu rồi, cho nên không có xài cái cuốn đăng ký tạm trú có thời hạn này. Riêng cô Lê Thị Thùy Trinh là có chứng minh và có hộ khẩu ở dưới quê của cô Lê Thị Thùy Trinh. Cô Lê Thị Đầm cũng có chứng minh và hộ khẩu ở dưới quê, nhưng mà vì sao cô Lê Thị Thùy Trinh này lại là xài cái theo cái cuốn sổ này, là vì cuốn sổ này á, là ngày xưa chúng ta biết ở Sài Gòn nếu như mà ai có giấy KT3 mà từ 3 năm đến 5 năm đổ lên thì sẽ được nhập hộ khẩu ở Sài Gòn, đúng không mọi người? Mọi người nhớ không? Có nghĩa là ai ở Sài Gòn mà xài giấy KT3 là giấy này nè, giấy này gọi là giấy KT3 này mọi người. Đó. Cái giấy này gọi là giấy KT3. Thì ở nếu mà ai ở dưới quê đi lên mà xài giấy KT3 này mà có thời hạn từ 3 năm tới 5 năm là sẽ được nhập hộ khẩu ở Sài Gòn. Thì như vậy là cô Lê Thị Thùy Trinh này xài giấy KT3 này là trên 20 năm. Tại vì KT3 này mình nhớ không lầm là 3 năm hay là 4 năm gì đó là sẽ đăng ký lại một lần. Thì cái cuốn sổ này là ngày 23 tháng 4 2007. À, 2007. Đó, thì cuốn sổ này là có giá trị đến hết ngày 24 tây tháng 4 năm 2008. Như vậy là một năm đi gia hạn một lần rồi, đúng không mọi người? Đây nè, 23 tháng 4 năm 2007 có giá trị đến hết ngày 23 tháng 4 năm 2008, như là một năm đi gia hạn một lần. Thì theo mình biết là cô Lê Thị Thùy Trinh này là xài giấy KT3 suốt thời gian ở trong nhà ông Lê Thanh Vân. Thì như vậy cái cô Lê Thị Thùy Trinh này có quan hệ như thế nào với ông Lê Thanh Vân? Đó, cái địa chỉ F6-2A này ở F6 Lê Minh Xuân, Bình Chánh, Hồ Chí Minh. Cái địa chỉ này là địa chỉ gì? Cái địa chỉ này là cái nhà của ông Lê Thanh Vân ở. Vậy trước khi mọi người nghe kỹ nha, trước khi ông Lê Thanh Vân ở cái địa chỉ này là ông Lê Thanh Vân ở địa chỉ 2A108 đường tỉnh Lộ 10, ấp 2, xã Phạm Văn Hai. Thì cái địa chỉ Minh Tùng vừa đọc xong là cái địa chỉ trại Thánh Đức. Thì như vậy là trước khi ông Lê Thanh Vân về cái địa chỉ này nè là về năm 2003, nhưng mà cái giấy này là 2007, là tại vì chắc 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 mỗi năm gia hạn một lần, đúng không? Thì cái giấy này là ông Lê Thanh Vân đưa cho Nguyễn Trường Giang, là đưa giấy này là cái giấy ký năm 2007. Nhưng mà thật sự là ông Lê Thanh Vân dời về cái địa chỉ này nè, dời về cái địa chỉ này ở là năm 2003. Đó, 2003 là ông Lê Thanh Vân dời về địa chỉ này. Ông Lê Thanh Vân mua cái nhà ở địa chỉ này. Đó, thì ông Lê Thanh Vân á, là cái hộ khẩu ổng là nằm ở ngoài, cái hộ khẩu á, của ổng nằm ở ngoài 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 Sài Gòn, ở ngoài quận 6 á, nó cư xá Phú Lâm quận 6, là hộ khẩu ông Lê Thanh Vân nằm ở ngoài. Rồi sau này mới chuyển về trong Bình Chánh. Nhưng mà khi đăng ký cái tạm trú có thời hạn này á, thì
Nói chung cái giấy tờ này nó mình không rõ, có nghĩa không rõ đây là cái sự mà trong gia tộc Lê Quang có một cái tật là mập mờ cái giấy tờ đó, cháu đổi quán đổi làm sao thì mình không biết, không mình không giải thích được. Nhưng mà nhà mình chỉ giải thích đây là cô Lê Thị Thùy Trinh này là có quan hệ như thế nào với ông Lê Thanh Vân. Thì như chúng ta biết là cô Lê Thị Thùy Trinh là cháu ruột của cô Sưng. À, cô Sưng á là à, cô Sưng thì mọi người biết rồi, cô Sưng, cô Đại, cô Hiền là ba cô là theo ông Lê Tùng Vân từ 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 mấy chục năm về trước. Thì như vậy là cô Sưng á là cô ruột của cô Lê Thị Thùy Trinh này. Cô Sưng là người dẫn cô Lê Thị Thùy Trinh này lên trại Thánh Đức và gặp ông Lê Thanh Vân, cho gặp ông Lê Thanh Vân. Thì cái năm cô Lê Thị Thùy Trinh này lên trại Thánh Đức thì tầm khoảng năm 90, 91, 92, 93 gì đó. Nhưng mà Minh Tùng nhớ là khi Minh Tùng lên là Minh Tùng lên là hình như Minh Tùng đã thấy có cô Trinh này rồi. Thì bây giờ mình chỉ nói thời gian chung chung thôi. Là năm 90 là cô Trinh đã có mặt ở tại trại Thánh Đức. Thì khi cô Trinh có mặt ở trại Thánh Đức thì cô Trinh này là ở với ai? Cô Trinh này ở bên nhà ông Lê Thanh Vân. Và cô Trinh này được ông Lê Thanh Vân nhận làm con nuôi, là con gái nuôi đó. Mọi người phải nói cho rõ, phải hiểu cho rõ là cô Lê Thị Thùy Trinh này là cháu ruột của cô Sưng đó. Cô Sưng đưa cô Lê Thị Thùy Trinh từ dưới quê lên trại Thánh Đức, rồi cô gọi cho cô Lê Thị Thùy Trinh này làm con gái nuôi của ông Lê Thanh Vân đó. Thì từ năm 90 tới năm 2010, có nghĩa là 20 năm, thì cô Lê Thị Thùy Trinh này với danh nghĩa là con gái nuôi của ông Lê Thanh Vân, thì ông Lê Thanh Vân sinh sống ở đâu, ông Lê Thanh Vân làm gì, thì cô Lê Thị Thùy Trinh này đều kề cận kế bên ông Lê Thanh Vân. Và với danh nghĩa nha, với danh nghĩa nha mọi người, là con gái nuôi của ông Lê Thanh Vân. Thì sau khi Minh Tùng á, Minh Tùng thì cũng là năm 90 bắt đầu lên trại Thánh Đức, nhưng mà Minh Tùng ở với cô Tư ha. Thì khi khi đó thì Minh Tùng khi còn nhỏ là Minh Tùng vẫn nghe cô Trinh này kêu ông Lê Thanh Vân là bằng ba, và ông Lê Thanh Vân gọi cô Trinh là bằng con. Nhưng mà cái mỗi năm mỗi lớn lên, Minh Tùng mỗi năm mỗi lớn lên, 5 tuổi, 10 tuổi, 15 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi và 36 tuổi. Thì khi cái Minh Tùng càng lớn lên thì không còn nghe cô Lê Thị Thùy Trinh này gọi ông Lê Thanh Vân bằng ba nữa, mà nghe cô Lê Thị Thùy Trinh này gọi ông Lê Thanh Vân bằng ông và xưng tôi, đôi khi là có từ có những từ ngữ là xưng xưng bằng bà ha. Thì cái sự việc tại sao cô Lê Thị Thùy Trinh này không gọi ông Lê Thanh Vân bằng ba nữa, mà càng càng lớn lên, càng lớn lên theo cái tuổi, Minh Tùng cũng càng lớn lên, càng đi theo cô Trinh với ông Lê Thanh Vân này, mà tại sao không còn nghe gọi ba, coi như là khoảng trong vòng 10 năm, bắt đầu từ năm 20 tuổi, có nghĩa là 20 tuổi Minh Tùng không còn nghe cô Lê Thị Thùy Trinh này gọi ông Thanh Vân bằng ba, mà chỉ nghe gọi bằng ông, hoặc là kêu ông Thanh Vân bằng ba, xưng bằng bà hoặc tôi. Thì Minh Tùng không hiểu rõ lý do là tại sao, mình không hiểu tại sao như vậy. Chắc có lẽ là lớn lên thì kêu ông bà xưng tôi rồi cho thân, giống như Minh Tùng, giống như nhà Minh Tùng ở dưới quê cũng vậy. Kiểu khi Minh Tùng gặp ba vợ, Minh Tùng cũng nói trời ơi ông này ông làm gì chi cực khổ kia gì, thì mình nói vậy thôi phải không, còn ai hiểu gì là hiểu, mình không cần, mình không có biết cái vấn đề gì hết. Ở đây mình chỉ trình bày cái vấn đề là trong 20 năm cô Lê Thị Thùy Trinh này là con gái nuôi của ông Lê Thanh Vân. Thì trong 20 năm sống với ba nuôi là Lê Thanh Vân thì 10 năm đầu thì còn nghe kêu ba, nhưng mà 10 năm sau thì không có nghe kêu ba nữa, mà kêu kêu là ông, tôi xưng bằng bà đó. Thì mình chỉ hiểu câu chuyện vậy thôi đó. Còn cái vấn đề mà như thế nào đó thì cái vấn đề đó là đời tư của cô Lê Thị Thùy Trinh cũng như là đời tư của ông Lê Thanh Vân, cho nên mình không can thiệp vào được. Đó là quy định luật pháp, đời tư người khác mình không được nói. Nhưng mà ở đây rõ ràng, ở đây tại sao mình lại nói là Nguyễn Trường Giang
Nó đưa cái hình ảnh này lên rồi nó nói là sẽ minh oan cho Lê Tùng Vân. Như vậy thì với cái hình ảnh của Lê Thị thì với cái tấm giấy Lê Thị Thùy Trinh này minh oan được cái gì cho Lê Tùng Vân? Không có liên quan gì tới Lê Tùng Vân hết. Cô Lê Thị Thùy Trinh này chẳng liên quan gì tới Lê Tùng Vân hết. Rồi, cô Lê Thị Thùy Trinh này có một người mẹ ruột tên là Lê Thị Đầm. Thì cô thì mẹ ruột này cũng sinh sống cùng với cô Lê Thị Thùy Trinh này 20 năm. Nhưng mà câu chuyện Minh Tùng nói ngày hôm nay là câu chuyện con nuôi. Thì như Minh Tùng đã nói trong vấn đề của Nguyễn Trường Giang, thì khi Lê Tùng Vân nhận Nguyễn Trường Giang là con nuôi thì chẳng qua cũng là cái chút thí mà thôi. Khi mà xong câu chuyện này rồi, dù cho là sáng tỏ hay là chìm xuồng gì thì Nguyễn Trường Giang cũng sẽ bị đá đít ra khỏi nhà Lê Tùng Vân, bởi vì Nguyễn Trường Giang đâu phải con ruột đâu mà được hưởng cái gì ngon lành trong đó. Giống như Minh Quang, Minh Tú á, Minh Hùng, Minh Phước, Minh Hiếu cũng vậy thôi, cũng là con nuôi mồ côi rồi lót đường cho đám Hoàng Nguyên Nhất Nguyên đi lên. Rồi khi Hoàng Nguyên Nhất Nguyên đủ lông đủ cánh, kỳ duyên huyền trang đủ lông đủ cánh thì đuổi hết cái đám con nuôi đi để tụi nó ở nhà hưởng thụ. Mà cái nhân vật mà rõ ràng nhất là Minh Tú. Rồi thì khi cô Lê Thị Thùy Trinh này cũng vậy mọi người. Sống với ông Lê Tùng Vân là 20 năm, sống tôi nói sống với ông Lê Tùng Vân nha, chứ tôi không có nói là ăn ở nha, tôi chỉ nói là sống với ông Lê Tùng Vân 20 năm. Làm con nuôi ông Lê Tùng Vân 20 năm. Ha. À, còn cái chuyện gì sau lưng con nuôi đó thì tôi không biết à, tôi không biết gì hết. À, tôi chỉ biết là trên danh nghĩa cô Lê Thị Thùy Trinh này sống với ông Lê Thanh Vân là 20 năm. Sau khi 20 năm trôi qua thì con gái ruột thì rõ ràng cái bé mà nó là em Minh Tùng lên xác nhận rõ ràng bé bé đó là con ruột của ông Lê Thanh Vân. Thì khi cô Lê Thị Thùy Trinh này sống với người ba nuôi ở trong nhà ba nuôi 20 năm thì 20 năm sau là cô bé ấy, cô bé kia cũng lớn lên 19 20 tuổi thì coi như là cô bé kia cũng đã đủ lông đủ cánh, đủ đủ sức để ra ngoài xã hội đi làm kiếm tiền, cũng như là đủ đủ gọi là đủ đủ sức lực rồi đó. Thì cô Lê Thị Thùy Trinh này có những mâu thuẫn với ông Lê Thanh Vân và sau đó là cô Lê Thị Thùy Trinh này về quê lấy chồng và sinh con ở dưới quê. Rồi cô Lê Thị Đầm là mẹ của cô Lê Thị Thùy Trinh cũng đã về quê và đã đi về quê ở với cô Lê Thị Thùy Trinh. Thì chúng ta thấy ba trường hợp rõ ràng. Trường hợp thứ nhất Minh Tú là Minh Hùng, Minh Phước, Minh Hiếu lót đường cho cái đám con ruột của ông Lê Tùng Vân đi lên. Khi đám con ruột ông Lê Tùng Vân đủ lông đủ cánh rồi thì cũng đá đít tụi nó ha. Rồi bây giờ đến bên gia đình của ông Lê Thanh Vân cũng vậy, cô Lê Thị Thùy Trinh này cũng là con nuôi của ông Lê Thanh Vân và cũng sinh sống trong nhà ông Lê Thanh Vân 20 năm. Rồi khi con gái ruột của ông Lê Thanh Vân lớn lên đủ tuổi đủ lông đủ cánh rồi thì cũng mâu thuẫn với cô Lê Thị Thùy Trinh và cô Lê Thị Thùy Trinh này phải đi về quê lấy chồng và có con. Thì chúng ta thấy đối với gia tộc Lê Vân là có một cái truyền thống là nhận con nuôi, nhận cháu nuôi ha, nhưng rồi chỉ để nuôi nuôi với mục đích là để lót đường cho những đứa con ruột mình đi lên. Khi những đứa con ruột của mình đủ lông đủ cánh rồi, đủ sức rồi thì những đứa con nuôi này sẽ bị hấp hối, bị đối xử tệ bạc và phải tìm một nơi khác để sinh sống đó. Thì như vậy là phân tích cái vấn đề con nuôi của Nguyễn Trường Giang như vậy để cho mọi người hiểu. Chứ nhiều người nói trời Nguyễn Trường Giang ngon quá, Lê Tùng Vân nhận làm con nuôi. Cái vấn đề con nuôi cháu nuôi của trong gia tộc Lê Vân á, chẳng qua là một cái chút con chút thí, chẳng qua là cái chuyện dắt tranh bỏ giỏ thôi. Ở đây Minh Tùng nói thật, nếu mà nói thật, nếu mà một người nào đó nhận một ai làm con nuôi mà họ thật sự yêu thương hết lòng cái đứa con nuôi đó thì họ sẽ không tính toán gì với đứa con nuôi đó, đúng không? Còn mà nhận một đứa con nuôi đó rồi họ tính toán này kia, họ sợ tài sản họ mất mát này kia. Rõ ràng như cô Lê Thị Thùy Trinh là con nuôi của ông Lê Thanh Vân, sống với ông Lê Thanh Vân 20 năm trời,
Ông Lê Thanh Văn cũng từng hứa với cô Lê Thị Thùy Trinh này là sẽ cho cô Lê Thị Thùy Trinh nhập hộ khẩu chung với ông Lê Thanh Văn, có hộ khẩu ở Sài Gòn. Nhưng mà 20 năm trời cô Lê Thị Thùy Trinh không có cái hộ khẩu ở Sài Gòn. Đó, cô Lê Thị Thùy Trinh phải đi về, thậm chí tới cái năm mà đi làm chứng minh gia hạn chứng minh lại là ở dưới quê kêu cô Trinh về gia hạn giấy chứng minh. Ông Lê Thanh Văn cũng hứa là sẽ cho nhập hộ khẩu Sài Gòn và đổi chứng minh ở Sài Gòn. Nhưng mà cái sự việc đó không được, mà chỉ có những đứa con ruột, là chẳng hạn như cái bé gái á, em con ruột của Lê Thanh Văn thì mới có cái chứng minh và hộ khẩu ở Sài Gòn thôi. Rồi những đứa con ruột Lê Tùng Vân cũng có chứng minh và hộ khẩu chung với ông Lê Tùng Vân thôi. Rồi ngoài ra những đứa con nuôi là không có gì hết. Thì chúng ta thấy cái sự việc con nuôi, cháu nuôi trong gia tộc Lê Văn chẳng qua là một cái trò hề cho thiên hạ mà thôi. Mà cái người hiểu rõ nhất là ai? Là Minh Tùng. Nhưng mà ngày hôm nay á, khi Nguyễn Trường Giang đưa cái cuốn sổ hộ khẩu này ra, đã vô tình khơi dậy một cái nỗi đau của cái cô Trinh này. Có thể nói trong 20 năm sống trong nhà ông Thanh Văn, cô Trinh cũng đã chịu rất nhiều cực khổ, chịu rất là nhiều thương đau, chịu rất là nhiều sự bức ép. Ha, bức ép ở đây có nghĩa là bị không phải là bị bức ép, đây có nghĩa là đôi khi là phải có những cái vấn đề mà nhịn nhục chuyện này chuyện nọ vậy đó, gọi là bức ép đó. Thì chúng ta thấy rất là đau lòng. Nhưng mà cô Trinh đau lòng một, nhưng mà Minh Tùng đau lòng tới 10. Bởi tại vì sao? Bởi vì mình không ngờ cái thần tượng của mình là ông Lê Thanh Vân. Mình biết ông Lê Thanh Vân vẫn đôi khi có làm một số điều không tốt. Ông Lê Thanh Vân đôi khi có những cái hành động là gọi là cũng có sự ác ý, sự ác độc trong đó, nhưng mà mình vẫn thần tượng ổng. Về một cái mặt nào đó mình vẫn thần tượng. Nhưng mà mình không ngờ ông Lê Thanh Vân ngày hôm nay đã lại đưa ra cái tờ giấy này cho Nguyễn Trường Giang, thì lại vô tình khơi dậy một cái nhân chứng mà bây giờ người ta đã có chồng có con rồi. Nhưng mà bây giờ Minh Tùng sẽ phân tích như thế này: đưa tờ giấy này ra thì gia tộc Lê Vân có hai mục đích. Mục đích gì? Thứ nhất, có phải là muốn ép cô Lê Thị Thùy Trinh này đứng ra làm chứng binh vực Lê Tùng Vân hay là không? Nếu như cô Lê Thị Thùy Trinh đồng ý binh vực ông Lê Tùng Vân ha, thì những chuyện đời tư của cô Lê Thị Thùy Trinh trước khi cô Lê Thị Thùy Trinh có chồng có con thì sẽ được giấu kín, sẽ được cho đi vào quá khứ. Minh Tùng nói ví dụ một trường hợp nữa thôi. Còn nếu cô Lê Thị Thùy Trinh này không đồng ý đứng ra làm chứng minh oan cho Lê Tùng Vân, thì những cái chuyện ngày xưa trước khi cô Trinh có chồng có con thì sẽ được tung ra ngoài xã hội. Đó, bởi vì có cái khi tờ giấy này tung ra là Minh Tùng suy nghĩ hai vấn đề đó liền. Bởi vì Lê Tùng Vân sẽ không từ một thủ đoạn nào, không từ một thủ đoạn ác độc xấu xa nào để mà hại người ta. Cho nên cái khi cái tờ giấy này đưa ra, Minh Tùng nghĩ rằng gia tộc Lê Văn đang đang tính một bước, đang tính một cái nước đi. Nước đi gì? Đó, nói lại, thứ nhất, có thể đem cái tờ giấy này ra để mở đường, mở mở miệng trước là sẽ, một là kêu cô Lê Thị Thùy Trinh này đứng ra lật kèo binh vực Lê Tùng Vân, thì mọi chuyện quá khứ của cô Trinh sẽ im lặng đi vào quên lãng. Còn nếu cô Trinh không đồng ý thì sẽ tung hết quá khứ ra của cô Trinh. Nhưng mà nếu nếu dĩ nhiên là cô Trinh phải nghe lời ông Lê Tùng Vân thôi. Nếu mà ông Lê Tùng Vân dùng cái tờ giấy này để ép buộc cô Trinh thì cô Trinh phải nghe lời Tùng Vân thôi. Tại vì bây giờ cô Trinh đang có một cuộc sống rất là hạnh phúc, có chồng và có con rồi. Chị CM và anh Phan Kaizen đã xuống nhà cô Trinh rồi, đã gặp mẹ cô Trinh rồi, đã thấy con trai của cô Trinh rất là đẹp trai bự con. Hả? Đã thấy rồi. Thì nếu bây giờ ông Lê Tùng Vân ông dùng cái tờ giấy này, hay ông Lê Thanh Vân dùng tờ giấy này để ép buộc cô Trinh là phải đứng ra làm chứng minh oan cho Lê Tùng Vân, thì đời tư cô Trinh sẽ không bị bôi móc. Mà nếu mà không binh thì sẽ bôi móc ra, mà bôi móc ra thì gia đình và con cái dòng họ của cô Trinh sau này sẽ tan vỡ đổ vỡ đó, đúng không mọi người?
Cho nên cái tờ giấy này rất là ảnh hưởng đến cuộc sống của cô Trinh. Mà cái người đưa tờ giấy này ra là Nguyễn Trường Giang. Mà Nguyễn Trường Giang lấy tờ giấy này ở đâu ra? Lấy từ tay của ông Lê Thanh Vân ra. Rất là đau lòng mọi người. Có thể nói Lê Tùng Vân, gia tộc Lưu Văn không từ thủ đoạn nào. Thì bây giờ chúng ta cứ chờ đợi xem tiếp theo gia tộc Lưu Văn sẽ dùng cái thủ đoạn nào đối với cái trường hợp của cô này. Tại vì đã tung giấy tờ thì chắc chắn cô này sẽ ra mặt. Bảo đảm với mọi người, chắc chắn sẽ ra mặt. Thì chúng ta sẽ thấy từ sẽ tung thủ đoạn gì. Nhưng mà ra mặt thì chứng minh được cái gì? Dĩ nhiên là không chứng minh gì được hết. Bởi vì chính mẹ của cô này là người ẵm Hoàng Nguyên chức Nguyên từ bệnh viện đem về. Ẵm Kỳ Duyên từ bệnh viện đem về. Và chính mẹ ruột của cô Thị Trinh này là người săn sóc, nuôi dưỡng, giặt đồ cho cô Hiền, cô Đài. Những lúc cô Hiền và cô Đài đẻ cô Hiền đẻ Hoàng Nguyên chức Nguyên Kỳ Duyên và chăm sóc cho cô Đài khi cô Đài đẻ Quyền Trang. Đó, rất là đau lòng mọi người. Sẽ có nhiều bộ phim hay. Thì bây giờ khi nói về Nguyễn Trường Giang gặp ông Lê Thanh Vân đưa cái tấm hình này, thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung cuối cùng phân tích cái sự bất hiếu, bất trung, bất nghĩa của ông Lê Tùng Vân như thế nào. Đây là nội dung quan trọng của ngày hôm nay Minh Tùng muốn chia sẻ với mọi người, đó là nội dung ông Lê Tùng Vân bất hiếu. Thì như vậy là khi mà Nguyễn Trường Giang nó nói là nó có những tấm hình mà không ai có, rồi nó đăng cái tấm hình đó lên và cuối cùng là nó đăng thêm cái hình này lên, thì chẳng khác nào tự nó đã dạch mặt cho mọi người xem. Thì nó đã đến gặp ông Lê Thanh Vân, và ông này là ông Lê Thanh Vân ha. Đó, cái phòng của ông Lê Thanh Vân á là cái phòng này nè. Thì Minh Tùng năm 2020, tháng 6 năm 2020, Minh Tùng đã dẫn, tháng 4 hay tháng 6 gì đó, Minh Tùng đã dẫn con của Minh Tùng với đứa với em gái, ý con gái Minh Tùng là hai đứa, lên cái phòng này nè, vô cái phòng này nằm ngủ trong phòng này nè mọi người. Minh Tùng vô trong phòng này, Minh Tùng nằm ngủ trong đây nè, nằm chơi trong đây nè, ha, nằm trong phòng nè. Nguyễn Trường Giang nó đến cái phòng này, nó chụp với ông Lê Thanh Vân, nó đưa cái tấm hình này lên, cái mặt nhìn nó hớn hở ghê không, nó vui ghê không. Nhưng mà tao có ngờ cái phòng này nè, hỏi những người hàng xóm ở gần đó coi có phải Minh Tùng đã đến đây 3-4 lần hay không. Và Minh Tùng vô cái phòng này, Minh Tùng nằm ngủ trong đây, chơi với hai đứa con của Minh Tùng ở trong này. Hay Minh Tùng đã phân tích ở các clip trước, bây giờ mình phân tích cái bất hiếu của ông Lê Tùng Vân. Đây là ba tấm hình nè. Đó, ông Lê Văn Tắc, bà Lê Thị Phải, bà Lê Thị Thu Vân là mẹ ruột Minh Tùng. Đó, mọi người thấy không? Thấy thờ kiểu như vậy không? Tôi đến thắp nhang cho ông Mười, bà Mười là thân phụ mẫu của thầy ông nội. Đó, mọi người thấy cái bàn thờ không mọi người? Thờ gì? Ba người, đó, bốn người chứ. Rồi bây giờ bắt đầu mình chia sẻ cái vấn đề cuối cùng rồi để mình kết thúc cái clip này. Thì chúng ta thấy con người mình sinh ra ai cũng cha, ai cũng có cha, có mẹ. Bản thân Lê Tùng Vân, ổng được bà Lê Thị Vải sinh ra. Bà Lê Thị Vải là mẹ ruột của ông Lê Tùng Vân. Ông Lê Văn Tắc cũng là cha ruột, là người sinh thành ông Lê Tùng Vân. Nhưng mà ông Lê Tùng Vân thì luôn miệng mở miệng rằng, nói rằng là ông Lê Tùng Vân tu hiền, sống có đạo đức. Rồi ông Tùng Vân còn dạy cho tụi mấy đứa con ruột Lê Tùng Vân là như thế này, như thế kia. Nhưng rõ ràng chúng ta thấy ở nhà ông Lê Tùng Vân, ổng trưng bày tượng Phật tùm lum tùm la là để làm gì, mục đích gì? Chẳng qua để cho khách khứa vô thấy trong nhà có tượng Phật thì nghĩ đó là chùa. Đó, rồi chúng ta thấy rõ ràng tại sao ông ta ở nhà cao cửa rộng mà ông ta không làm nổi được cái bàn thờ để thờ cha mẹ ruột của mình, em ruột của mình và đứa cháu là Minh Quang, mà để cho ông Năm thờ như vậy. Bây giờ mình phân tích, bây giờ thí dụ như ông Tùng Văn ông nói thì ông nói tại ngày xưa ông Thanh Văn ông lãnh cái phần thờ mẹ Minh Tùng, thờ ông Lê Văn Tắc, bà Lê Thị Phải, Minh Quang, thì bây giờ phải thờ
Bây giờ đồng ý là cho ông Tùng Văn, ví dụ ông có lý do như vậy đi, nhưng mà hiện tại ông Lê Tùng Văn cuộc sống rất là khó khăn, ông phải ở trong một cái phòng rất là nhỏ, cái phòng nhỏ như cái phòng ngủ của Minh Tùng, ở nhà của Minh Tùng vậy đó, rất là nhỏ. Thì tại sao ông Lê Tùng Vân, ông có con mắt mà, ông đâu có bị đuôi đâu ha, tại sao ông không nói ông Lê Tùng Vân đưa những người đó về cái nơi chùa, ô vậy nơi cái nhà của ông Lê Tùng Vân ở để ông thờ. Rồi tôi hỏi những năm qua, suốt mấy năm qua, cái thằng Hoàng Nguyên, thằng Nhất Nguyên, thằng Trùng Dương, Nhất Tại, Kỳ Duyên và Quyền Trang là cái gì? Là cháu ruột của ông Lê Văn Tắc, cháu ruột của Lê Thị Phải, mà tụi nó có bao giờ đốt nhang ổng hay không? Có đứa nào mà nhớ tới cái ngày chết của ổng, của ông nội bà nội mà tụi nó làm đám giỗ không? Với mình nói thiệt, tại sao mình không hiểu những bà con cô bác ở mạnh thường quân nước ngoài, những người ở Việt Nam lại ngu si như vậy, lại có thể ngu mà không thể nào tưởng tượng được. Cha mẹ ruột của ổng, ông bà ruột của tụi nó không thờ, không cúng, không làm đám giỗ, không đốt nhang, không cúng kiến, lên thì ngồi giảng cái này giảng cái kia, ăn rồi kỵ người này kỵ người kia, mà cha mẹ mình thì không đem về thờ, để trong kẹt như vậy. Mà cái chuyện thờ cúng của gia tộc Lê Văn, Minh Tùng đã nhiều lần nói với ông Lê Thanh Văn rồi, mà mình nói nhiều á thì thành ra giữa mình với ông Lê Thanh Văn là ba nuôi mình, giữa mình với ba Lê Thanh Văn á, mình nói hoài thành ra nhiều khi ổng ghét mình. Nói rồi bây giờ á, cái chuyện thờ cúng trong gia tộc Lê Văn bây giờ ba đưa hết về, ba đưa hết ông Tất, ông nội bà nội, có nghĩa là ông Lê Văn Tất, bà Lê Thị Phải, đưa luôn các mẹ Minh Tùng, Minh Quang về nhà dưới này dưới quê đi, Minh Tùng thờ cho, Minh Tùng làm đám giỗ cúng kiến cho. Mình nói hoài mà ổng im re, ổng không nói gì hết, không nhúc nhích, không động đậy gì luôn. Mà nói từ mà không phải nói trên mạng đâu, mình gặp mặt ổng mình nói hai ba lần rồi đó, không nghe ổng nói gì hết. Là bây giờ để thờ cúng như vậy, mà bây giờ ông Lê Tùng Vân ổng nói Minh Tùng không huyết thống gì với gia tộc Lê Vân đó. Ông lên mạng ông chối cãi, ông kêu Nguyễn Trường Giang kêu Trang Vina chứng minh thế này như thế kia. Nếu mà như tôi không phải là gia tộc Lê Vân thì mắc cái chứng gì mà tôi kêu ông Lê Thanh Vân là ba Lê Thanh Vân đưa hết những người đó về quê, về nhà Minh Tùng để cho Minh Tùng thờ, Minh Tùng làm đám giỗ cúng kiến cho. Tại sao đó, mọi người thấy thằng Hoàng Nguyên lên nói sắp tới tôi sẽ có những chương trình giáo huấn các em, nuôi dạy các em đàng hoàng, sắp tới tôi sẽ mở khu nhân diện, tôi sẽ là người này thế kia. Rồi Lê Tùng Vân thì sẽ nói là cho Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên ra thuyết pháp, ra thay đổi mạng xã hội, thay đổi cả nước. Cái chuyện đơn giản thôi, thờ cúng ông bà tụi nó cũng không thờ, có đứa nào mà nó nhớ tới ngày chết của ông bà nội nó không? Có đứa nào nhớ nhớ ngày chết của cô nó không, ngày chết của em nó không? Đâu có đứa nào nhớ. Mấy chục năm nay không có bao giờ mà nghe Lê Tùng Vân nhắc tới làm đám giỗ cho bà, cho cha mẹ ruột của mình, không bao giờ thấy Lê Tùng Vân cầm cái nén nhang mà đốt, mà kính cẩn trước mặt cha mẹ mình. Mà ông bà đó là cha mẹ ruột của Lê Tùng Vân, thì cái thứ bất hiếu như vậy đó, thì hỏi làm sao mà ngồi đó mà nói tu hành. Chữ hiếu là chữ cao nhất trong con người mình, trong cuộc đời mình, mà Lê Tùng Vân bất hiếu. Mọi người thấy không? Bất hiếu rõ ràng không? Tại sao Nguyễn Trường Giang và Trang Vina? Thôi, ở Trang Vina mà nói khi Nguyễn Trường Giang nó tới nhà ông Lê Tùng Vân, nó nhìn trình cảnh như vậy mà nó không suy nghĩ ra được là một con người tồi tàn như Lê Tùng Vân như vậy là như thế nào. Cha mẹ ruột của mình ăn sung mặc sướng, mình ở nhà mình ngủ với hết con này, ngủ tới đàn bà kia, ngủ luôn cả với con gái ruột của mình, ăn thì chỉ ăn xong suốt ngày chỉ nghĩ làm sao tuột quần người đàn bà này, tuột quần người đàn bà kia, làm sao chơi được con nhỏ này, làm sao chơi được con nhỏ kia, ăn xong rồi suy nghĩ làm sao lấy tiền đồ của bà này, lấy tiền của bà kia, lấy tiền của con nhỏ kia để đem về làm của mình. Ăn là suy nghĩ như vậy thôi. Còn cha mẹ chết rồi thì để trong kẹt, ai muốn thờ thì thôi, chả hề
chả hề đốt nhang, cũng chả hề làm đám giỗ, chả hề tưởng nhớ gì hết. Sống là sống y như một con vật, y như một con thú. Mà mình phải nói là thua con thú vật. Con thú vật, như khi con vật á, mà mẹ chết á, mà con ví dụ như con mẹ chết, con đó nó cũng buồn, cũng nằm nó tưởng nhớ. Còn Lê Tùng Vân là khỏi luôn. Lê Tùng Vân bây giờ chỉ biết tiền và gái thôi. Và bây giờ sinh ra cái đã các đàn con ruột của Lê Tùng Vân cũng vậy thôi, đẻ ra thì cha nào con đó thôi, cha nào con đó thôi, cũng tiền và gái. Giờ lọt sổ của Minh Tùng, Minh Tùng là cha, Minh Tùng là con của Lê Tùng Vân, thì Minh Tùng cũng phải như ổng thôi, cũng phải suy nghĩ tới tiền và gái thôi. Nhưng mà ngược lại, mình là kêu bằng, mình kêu bằng mình là lạc loài nhất trong gia tộc Lê Vân, không suy nghĩ gì tới tới tiền. Tiền tiền cũng tiền thì bữa nay là không có, ngày mai làm có, chẳng cần phải đi lừa gạt ai, chẳng cần phải đi 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 lợi dụng ai hết nó. Còn ra đường thì đó, thì bây giờ chống bây giờ mình nói thì nhiều khi nó mình tự nhiều người nói mình tự khen, chứ giờ giờ đi về bên gia đình mình, bên ở dưới quê hỏi rồi, chưa bao giờ mình ra đường mình ghẹo gái đó, không bao giờ có chuyện đó. Sống rất là bình thường, bình ổn, không bao giờ nghĩ rồi là ngày mai phải lợi dụng con nhỏ đó, ngày kia phải lợi dụng con nhỏ kia, ngày một ngày nọ phải lấy tiền con nhỏ đó, không bao giờ nghĩ cái vấn đề đó. Mà mình trong đầu mình lúc nào cũng ấp ủ một ước mơ là mình đem được ông Lê Văn Tất, bà Lê Thị Phải và đặc biệt là mẹ của Minh Tùng với Minh Quang đem về nhà để Minh Tùng thờ cúng kiến làm đám giỗ thôi. Mình chỉ có một ước mơ đó thôi mà tới nay không thực hiện được. À, bây giờ nhà cửa ở dưới thì tương đối là làm rồi đó, xong rồi đó, xong từ năm 2018 là có nghĩa là chưa có ra câu chuyện của ông Lê Tùng Vân, câu chuyện ông Lê Tùng Vân chưa có gì hết, là nhà cửa Minh Tùng đã xong. Thì Minh Tùng đã nói rồi đem những người đó về thờ, nhưng mà thấy cái kiểu của ba Lê Thanh Vân mình, cái kiểu ổng ấp ấp úng, ổng sao mình thấy kỳ lắm, thôi mình không nói nữa. Mà bây giờ mọi người thấy không, thì ngày hôm nay chia sẻ cái clip này là nói cho mọi người nghe nghe cái sự bất hiếu của Lê Tùng Vân. Cha mẹ mình sinh ra mình không thờ, không cúng, không nắm giỗ, không gì hết, chết rồi là thôi, bỏ luôn. Theo lẽ ông thấy ông Lê Tùng Vân nghèo khổ khó khăn như vậy, thờ cúng ông bà một cái chỗ như vậy, thì mình phải rồi nó thôi rồi chú Năm ơi, để tôi đem mấy cô chú ba mẹ tôi đồ, cô em gái ruột tôi với thằng cháu Minh Quang về để bên đây tôi thờ cho nó tôn nghiêm hơn, tôi về tôi làm đám giỗ cho, không thèm nói, dục bỏ luôn. Người sống bất nghĩa, vô đạo đức, bất hiếu. Mà ngay mà thời mà lúc ông ngay lúc mà bà Lê Thị Phải còn sống là ông đã bất hiếu với bà Lê Thị Phải rồi, chứ đừng có nói vậy tới chết khỏi cần ngó tới. Thôi cái gia đình, nói gia đình này thiệt không thể nào tưởng tượng được. Đừng khoan cứ nói tới vấn đề mà vi phạm pháp luật, nói tới vấn đề sinh hoạt trong gia đình thôi, nó loạn từ trong ra ngoài, từ ở trên xuống tới dưới loạn hết, rất rất là nhức nhối trong gia đình. Thôi hôm nay mình đồng chí chia sẻ vấn đề này ngắn gọn trong cái mấy phút thôi, rồi Minh Tùng xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe cái clip ngày hôm nay. Vâng, con là Thanh Minh Tùng, xin cảm ơn tất cả mọi người. Đây xin giới thiệu mọi người, đây là cái clip hậu trường mà Minh Tùng đi làm cái buổi đi gặp các thầy các cô ở trường giáo dưỡng số 4. Đây là clip hậu trường nha mọi người. Đó. Thấy mọi người thấy Minh Tùng không? Hai, xin chào mọi người. Đây là clip hậu trường Minh Tùng đi làm việc ở trường giáo dưỡng số 4 ngày 24/2/2021. Đây thiết bị đồ đạc tùm lum trên xe, không thể nào tưởng tượng được. Ôi bề bộn quá mọi người ơi. Còn đây là máy quay, cục phát sóng micro không dây, khoảng cách từ xa 25 đến 45 mét.
Máy quay này là Minh Tùng mượn của một người bạn. Chứ Minh Tùng nghèo lắm nha, Minh Tùng không có tiền mua đâu nha. Đó, máy quay. Rồi, đó. Có nghĩa là khi Minh Tùng, có nghĩa là khi lúc lúc Minh Tùng đến trường giáo dưỡng số 4 á, thì Minh Tùng để cái máy quay ở ngay chỗ này nè. Để máy quay ngay đây. Tại vì lúc đó là mình sợ, lúc đó là mình khi mình đã mới quay trên cao ngay chỗ này á, mình quay thì nó sẽ bị dướng cái bông, dướng cái này cho nên thấy không rõ, cho nên mình không có để lên đó, mình để ngay đây. Rồi sao là giờ bây giờ mình chạy xe thì mình để đây để quay cảnh nói chuyện cho mọi người xem. Đó. Đây là máy Canon EOS Kit X5. Máy này như là mười mấy năm rồi đó, của một người bạn mình mượn nha, chứ không phải của Minh Tùng nha. Còn đây là chân quay. Đó, mọi người thấy rõ ràng không? Đó, để mọi người nói Minh Tùng nói Minh Tùng đi một người mà sợ nhiều người không tin. Nói đi một người sao làm được. Đó, để mới quay vậy nè, quay láng hết. Trời ơi, thông minh mà. Cái khó ló cái khôn, một mình Minh Tùng làm thôi. Đó, thấy không mọi người? Đó. Máy quay.